Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ Winta, tin tức ngày 18 tháng 6 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh liên quan chuỗi lây nhiễm chung cư E23 lấy thêm 15.000 mẫu xét nghiệm. Và theo thông tin từ báo Người Lao Động thì qua đánh giá tình hình dịch bệnh tại phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, quyết định lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 khẩn trên diện rộng với số lượng là 15.000 mẫu. Trưa ngày 18 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho hay thành phố đã triển khai xét nghiệm diện rộng những người liên quan chuỗi lây nhiễm SARS-CoV-2 tại quận Bình Tân. Trước đó, cơ quan chức năng lấy 2.000 mẫu xét nghiệm tại khu chợ khu phố 2 và 2 điểm khu dân cư trên đường Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân. Các khu vực này liên quan đến các ca COVID-19 của chuỗi lây nhiễm tại chung cư E23 và bệnh nhân 11993 được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc. Và qua đánh giá tình hình dịch bệnh tại phường An Lạc, thành phố Hồ Chí Minh quyết định tổ chức lấy mẫu xét nghiệm khẩn trong ngày 17 tháng 6 trên diện rộng tại phường này với 15.000 mẫu nhằm rà soát và phát hiện sớm những mầm bệnh còn tiềm ẩn trong cộng đồng xã hội. Và theo HCDC, hoạt động tại các chợ luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ do là nơi giao lưu, tiếp xúc nhiều. Để đảm bảo phòng chống dịch tại chợ, các tiểu thương, người đi chợ cần nâng cao cảnh giác phòng bệnh, tuân thủ thực hiện theo quy tắc 5K của Bộ Y tế. Ban quản lý chợ cần triển khai bộ tiêu chí an toàn tại các chợ. Và hiện nay, tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh đang diễn biến rất là phức tạp. Bên cạnh sự vào cuộc của nghiêm túc và quyết liệt của các cơ quan chức năng thì tinh thần trách nhiệm và sự tự giác của mỗi người dân là yếu tố rất là quan trọng trong để phòng chống dịch, khả năng lây lan của dịch bệnh, HCDC nhấn mạnh. Và cũng không có việc phong tỏa cách ly y tế tạm thời trụ sở Ủy ban Nhân dân phường An Lạc. Chiều ngày 18 tháng 6, trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, ông Tô Hoàng Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh khẳng định không có việc phong tỏa cách ly y tế tạm thời đối với trụ sở Ủy ban Nhân dân phường này. Ủy ban Nhân dân phường An Lạc thông báo những hồ sơ đăng ký khai sinh, cấp giấy báo tử, phường vẫn tiếp nhận trực tiếp. Đối với các nội dung khác, người dân có thể nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến và đăng ký dịch vụ bưu chính công ích để nộp hồ sơ, nhận kết quả tại nhà. Mọi thắc mắc người dân có thể liên hệ bộ phận tiếp nhận công dân của phường qua số điện thoại 0918044559. Và trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện quyết định về việc áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly y tế tạm thời đối với trụ sở Ủy ban Nhân dân phường An Lạc kể từ 8 giờ ngày 18 tháng 6 do có ca dương tính với SARS-CoV-2. Và đó là thông tin ngày 18 tháng 6 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích thì đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi. Và nhớ đừng quên ấn đăng ký và chung nhé. Tạm biệt anh em.